Bên lề đối thoại Shangri-La, chiều 31 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã có cuộc gặp song phương và tham dự cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ và Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN. Tại cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ và Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Patrick Shanahan một lần nữa khẳng định lại chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Hoa Kỳ. Ông Patrick Shanahan cho biết Hoa Kỳ ủng hộ các cơ chế hợp tác do ASEAN dẫn dắt và giữ vai trò trung tâm. Hoa Kỳ luôn sẵn sàng đồng hành với ASEAN để xây dựng khu vực hòa bình, ổn định và phát triển. Tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Chung Kyung-du, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng tiếp tục đóng góp cho tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định Hàn Quốc ủng hộ quan điểm của Việt Nam về việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Tại cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Australia Linda Reynolds, hai bên bày tỏ sự hài lòng với kết quả hợp tác quốc phòng hiệu quả và thiết thực trong thời gian qua, trong đó nổi bật là việc hai bên ký tuyên bố tầm nhìn chung về thúc đẩy quan hệ quốc phòng Việt Nam-Australia.